Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3111 đó là giọng của Đường Tuấn Dù là kẻ thù hay bạn bè, hành động của Đường Tuấn đều quá bốc đồng Phải biết rằng trái đất hiện tại không còn là trái đất của năm đó nữa Tu vi của Đường Tuấn ở trạng thái hợp thể cảnh là một lãng hoa nhỏ tầm thường trong môi trường ngày nay Có thể đánh bại anh ta không biết có bao nhiêu người Dưới tình huống này, anh ta dám quyết đoán như vậy tiến hành quy tụ toàn cầu như vậy có thể nói là tự chuốc họa vào thân. Bên ngoài đại bản doanh của dòng dõi phi công, Long Vương, Hoàng Phủ Ngọc và những người khác ban đầu muốn nhìn thấy Đường Tuấn, nhưng lại bị chặn ở bên ngoài. Anh Đường, sao anh có thể như vậy? Giọng hoa tiểu nam nghẹn ngào, gần như lê hoa đái vũ. Trong nội tâm Hoàng Phủ Ngọc thở dài, trong lòng cảm thấy có chút hối hận, sớm biết địch văn sẽ dùng thủ đoạn này, Cô ấy có lẽ sẽ nói với Hoa Tiểu Nam và những người khác về suy đoán của mình sớm hơn. Nhưng nếu bây giờ cô ấy mới nói ra thì không mấy ai tin, ngược lại còn bị người khác cho là bỏ đá xuống giếng. "Địch Văn, anh đến cùng muốn làm gì?" Sau khi xem video, trong lòng Hoàng Phủ Ngọc đang suy đoán, nhưng bây giờ cô ta đã rất chắc chắn. "Long Vương hét lên, Đường Thiên Nhân, cậu còn không muốn gặp bọn họ sao?" tu vi hiện tại của anh ta cũng đã đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong, ma lực cường đại của anh ta đã hóa thành sóng âm lan tràn ra bốn phía, gần như truyền khắp đại bản doanh dòng dõi phi công. Audio điện tử võ tấn bền Kêu la cái gì, ồn ào quá. Một giọng nói với sự bất mãn sâu sắc đột nhiên vang lên. Hai bóng người từ trên trời bay xuống, đó là Yên Nhi và Địch Văn. Yên Nhi lạnh lùng lướt nhìn đám người Hoàng Phủ Ngọc, hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nào, chỉ bằng mấy người các người còn muốn tấn công dòng dõi phi công sao. Hoa tiểu nam tọa nên pháp lực, trên người xuất hiện những ngọn lửa mờ ảo, cô ta trầm giọng nói, mang anh đường đổi cho chúng ta. Yên Nhi cười nhạo nói, cô nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là anh đường của cô cầu xin chúng tôi thu nhận anh ta. Cô ta ném xuống đất một viên ngọc bội, từ trong ngọc bài đột nhiên vang lên một giọng nói, tiểu nam, đường lệ, mọi người trở về đi, tôi muốn ở lại dòng dõi phi công. Đó là giọng của Đường Tuấn. Vẻ mặt hoa tiểu nam và những người khác trông rất sốc. Đây là điều mà anh Đường bọn họ yêu thích sẽ nói sao? Mặc dù giọng nói giống hệt nhau nhưng họ không thể tin được. Không thể nào. Hoa tiểu nam lẩm bẩm nói. Yên Nhi cười khẩy nói, không có gì là không thể, anh đường của cô hiện tại cần dòng dõi phi công bảo vệ, các người không thể bảo vệ anh ta, những lời này khiến Hoa Tiểu Nam và những người khác run lên. Đã đủ rồi. Lúc này, Hoàng Phủ Ngọc khẽ quát một tiếng, nhìn về phía địch văn, nói tiểu công gia địch, tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút. Trường 3112 chúng ta về trước đi. Địch văn cười tự đắc, được. Hai người đi đến một bên, xung quanh địch văn đặt một vật cản cách âm. Hoàng Phủ Ngọc nhìn chăm chú vào địch văn, trầm giọng nói, anh đến cùng muốn làm gì? Anh ta căn bản không phải Đường Tuấn. Địch Văn không có phủ nhận, cười nhẹ nói, ánh mắt của cô tốt, so với những người phụ nữ ngu xuẩn kia thông minh hơn nhiều. Đường Tuấn hiện tại quả thật là tôi tìm đến giả dạng. Đôi mắt quyến rũ của anh ta quét qua thân hình đầy đặn của Hoàng Phủ Nguyệt, tiến lại gần cô ấy, giọng điệu đắc ý và tham lam nói, cô chẳng lẽ không biết tôi muốn gì sao? Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngọc khó coi, hai tay nắm chặt lại. Địch Văn muốn gì? cô ấy không thể cho. Địch Văn nhìn chầm chầm Hoàng Phủ Nguyệt đang mím chặt môi, ánh mắt càng ngày càng nóng, nói cô nói, nếu mấy ngày nữa Đường Tuấn bị đánh bại bởi chính thủ hạ đã bại tướng trước anh ta trong bữa tiệc, sẽ bị người hung hăng dẫm nát dưới lòng bàn chân, khi đó anh ta có còn giữ được danh tiếng của mình không? Thế giới sẽ nghĩ gì về anh ta? Vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngọc càng ngày càng ảm đạm, đây cũng là việc cô ấy sợ nhất khi nhìn thấy. Đường Tuấn hiện tại giống bản thân đến mức ngay cả hoa tiểu nam trước khi gặp mặt cũng không nhận ra, huống chi là những người ngoài kia. Hơn nữa, ngay cả khi biết là giả, cũng không ai nói, có ai không muốn dẫm lên người đầu tiên trên trái đất hồi đó, đạt được cảm giác thành tựu không gì sánh được. Hoàng Phủ Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, anh dám. Địch Văn diếu cợt một tiếng nói, cô cảm thấy tôi dám hay không? Hoàng Phủ Ngọc, đừng nói là tôi không cho cô thời gian, Trước khi bữa tiệc bắt đầu, cô nên cho tôi câu trả lời tốt nhất, nếu không, tôi không thể kiểm soát được tình cảnh lúc đó. Ha ha, không phải cô thích anh ta sao? Có lẽ không đành lòng nhìn anh ta thua thảm hại như vậy, tất nhiên, không chừng anh ta cũng sẽ chết. Ha ha ha. Nói xong, Địch Văn ngừng nói, xóa bỏ những cấm chế xung quanh rồi rời đi trước. "Chị Hoàng Ngọc, chị nói chuyện gì với anh ta vậy? Có phải là về anh Đường không?" Hoa Tiểu Nam và những người khác vây quanh, tò mò nhìn Hoàng Phủ Ngọc, chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Hoàng Phủ Ngọc thấy thế, những lời vốn đến khóe miệng lại thu lại toàn bộ, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười và nói, đừng lo lắng, anh ấy không có chuyện gì đâu. Chúng ta về trước đi. Tất cả mọi người không cam lòng nhìn vào sâu trong dòng dõi phi công, cuối cùng đành phải gật đầu. Trường 3113, anh ta đi với tôi. Giọng nói rơi xuống, Khoang cửa của chiếc trực thăng mở ra, một nam một nữ từ đó bước ra, từng bước lên không trung rồi rơi xuống dưới đại bản doanh của dòng dõi phi công. Hoa Tiểu Nam vẻ mặt trịnh trọng nói, "Ensa." Với tư cách là thế hệ trẻ ưu tú nhất phương Tây, hầu như không ai không biết đến Ensa. Ensa cũng nhìn thấy Hoàng Phủ Ngọc và một vài người khác, vẻ khinh thường trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, nói, "Thay vì lãng phí thời gian chờ đợi ở đây, còn không bằng quay trở lại và suy nghĩ về cách nhặt xác của đường Tuấn như thế nào. Thời gian dành cho người đàn ông đầu tiên trên trái đất đã qua. Ngoặc kép. Đường Tuấn đi theo sau lưng Ensa, hơi nhíu mày nói, nói nhiều quá. Ensa đột nhiên im lặng, cô ta quá sợ hãi trước thực lực đáng sợ của cường giả ngoài trái đất này, ít nhất trước khi tính mạng được đảm bảo, cô ta không dám làm trái ý muốn của đối phương. Cô Ensa. Lúc này Địch Văn và Yên Nhi cũng chào đón, trên mặt nở nụ cười nịnh ngọt. Địch Văn bối rối nhìn Đường Tuấn phía sau Ensa, tên này rốt cuộc là ai, lúc trước ở gia tộc Y vạn mới chỉ nhìn thấy một lần, giờ lại ở cùng Ensa, lẽ nào là vũ khí bí mật của gia tộc Y vạn. Đi thôi. Hoàng phủ Ngọc kéo Hoa Tiểu Nam và những người khác đang tràn đầy phẫn nộ, trong lòng thở dài một hơi, chuẩn bị cùng vài người rời đi. Lời nói của Ensa tuy khiến người ta phẫn nộ nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại, bọn họ không thể đắc tội với gia tộc Y vạn. Đường Tuấn nhìn bóng lưng của đám người Hoàng Phủ Ngọc, thầm nghĩ, yên tâm đi, sau lần này, tôi sẽ tạo nơi trú ẩn an toàn nhất cho mọi người. Sư Quang của Ensa liếc nhìn thấy Đường Tuấn, lúc này mới nói với Địch Văn, tôi muốn gặp cái vị Đường Tuấn kia một chút, anh có thể sắp xếp không? cô ta đương nhiên không phải thật sự muốn gặp đường tuấn mà là vị khách thiên ngoại này yêu cầu cô ta chỉ có thể cho rằng vị cường giả thiên ngoại kia có thú vui ác liệt thôi muốn gặp người mà lớn lên trông giống bản thân như thế một lần địch văn nghe thấy thế trong lòng không khỏi có chút do dự trước khi buổi tụ hội này bắt đầu mấy ngày anh ta thực sự không muốn để cho đường tuấn hấp thụ quá nhiều ánh sáng miễn cho gặp phải những phiền toái không đáng có nhìn thấy địch văn do dự Ensa hừ lạnh một tiếng, nói: "Không được sao?" Tuy rằng ở trong lòng Địch Văn rất không muốn, nhưng cũng không muốn đắc tội với Ensa và gia tộc ở phía sau lưng cô ta. Nhìn thấy Ensa có xu hướng trở nên tức giận thì vội vàng nói: "Đương nhiên là có thể, bây giờ tôi sẽ đưa tiểu thư Ensa đi qua đó." Ánh mắt của anh ta quét về phía Đường Tuấn, Ensa nói: "Anh ta đi với tôi." Địch Văn cũng chỉ có thể ngậm miệng lại không nói gì nữa căn cứ địa của dòng dõi phi công cũng không lớn, chỉ sắp xỉ đến trăm người. Môn phái cổ xưa đó đã ẩn cư hàng ngàn năm nay, dường như không còn xuất hiện trên thế gian nữa, nếu như cần có đệ tử hoặc người đời sau thì sẽ bắt một số phụ nữ và trẻ con ở thế giới bên ngoài. Ở dưới chế độ như vậy, sự tăng trưởng dân số được khống chế rất tốt. Ở trong một tòa nhà trong căn cứ địa của dòng dõi phi công, một nam thanh niên đang vừa đứng ở một bên uống rượu ngon, vừa hưởng thụ sự mát xa của những thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp trông biểu cảm vô cùng hưởng thụ. Chương 3114, đây là người đỉnh cao nhất của trái đất trước đây sao? Vẻ ngoài của người này giống với Đường Tuấn như đúc, đúng là kẻ mà đám người địch phan tìm đến để mạo danh thay thế Đường Tuấn. Sáng nay có rượu sáng nay say, đây mới là cuộc sống mà con người nên sống. Nam thanh niên sảng khoái vô cùng, bật cười ha ha. Anh ta vốn dĩ chỉ là một tên ăn mày mà thôi không ngờ tới hiện tại không chỉ trở thành một người tu hành cao cao tại thượng, lại còn có có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa lãng phí mà trước đây dù có nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ tới. Kéo kẹt. Cánh cửa gác mái bị đẩy ra. Địch văn, yên nhi dẫn theo hai người đến. Nụ cười tươi giói trên khuôn mặt của nam thanh niên ngay tức khắc trở nên kín đáo lại, thịt một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, nói bái kiến chủ nhân. Địch văn dùng một chân đạp lên trên lưng của nam thanh niên, hài hước nói, người đường đường chính là người đỉnh cao nhất trái đất trước đây, dáng vẻ này hình như không tốt đâu. Nam thanh niên nịnh nọt nói, tất cả những thứ tôi có là do chủ nhân cho, tôi chỉ là con chó trung thành nhất của chủ nhân. Tuy rằng nam thanh niên cũng có tu vi ở cảnh giới hợp thể, nhưng đối với địch văn mà nói lại vốn dĩ không dám sinh ra ý nghĩ muốn phản kháng. Ensa khinh thường nói, đây là người đỉnh cao nhất của trái đất trước đây sao? Lúc này Địch Văn mới thu chân lại, nói: "Không sai. Tôi còn tưởng là cái người đệ nhất trái đất này sẽ có cốt khí lắm cơ, không nghĩ tới xương cốt lại mềm đến như vậy." "Tiểu thư Ensa, cô muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần không giết anh ta là được." Ensa hướng ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ gật đầu, xoay người đi ra phía bên ngoài, thấp giọng nói: "Được." Đôi lông mày đẹp của Ensa nhướng lên, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo ra ngoài. Địch Phân và Yên Nhi liếc mắt nhìn nhau, càng không rõ em xa cùng người đàn ông thần bí kia muốn làm gì. Mấy ngày nay ngoan ngoãn đợi ở chỗ này cho tôi, nếu như dám đi ra ngoài lộ mặt cho người khác, tôi sẽ giết anh trước. Địch Phân lạnh lùng mà nói với nam thanh niên đang quỳ trên mặt đất một câu, sau đó mới đi ra ngoài cùng với Yên Nhi. Nam thanh niên liên tục gật đầu, không dám có bất cứ suy nghĩ muốn ngỗ ngược nào. Đường Tuấn và En Sa cũng không dừng lại ở trong dòng dõi phi công chỉ chào hỏi qua với địch văn, sau đó trực tiếp rời đi. Điều này làm cho Ensa vốn dĩ còn muốn nói với địch văn một hai câu trở nên vô cùng buồn bực. Sau khi rời khỏi căn cứ địa của dòng dõi phi công, Đường Tuấn nói với Ensa, cô đi về trước đi, tôi muốn ở một mình một chút. Chỉ nói một câu như thế rồi Đường Tuấn biến mất, để lại một mình Ensa buồn bực đứng giữa đường. Ensa quay đầu lại nhìn thoáng qua căn cứ địa của dòng dõi phi công, sau khi bước lên máy bay trực thăng thì cũng rời đi. Tới đây, tới đây, tới đây, làm anh thoải mái một chút. Những âm thanh phóng đáng truyền ra từ trong tòa nhà, cùng với đó còn truyền ra âm thanh thở dốc kiều diễm của những người phụ nữ. Trường 3115, chẳng lẽ anh ta đã rời đi? Cái tên nam thanh niên cực kỳ giống với đường tuấn này vốn dĩ không biết bản thân còn mấy ngày để sống, vẫn ở đó vô lo vô nghĩ mà hưởng thụ. Một lát sau, toàn thân anh ta nằm ngửa lên sàn nhà, trên người quần áo nửa hở, trên người còn có những vết son môi. Ngay thời điểm toàn thân anh ta đang sung sướng như lên tiên, một bóng người tựa như hồn ma du đáng xuất hiện ở trước tòa nhà. Người nọ ăn mặc quần áo rất bình thường, khuôn mặt thoạt nhìn cũng cực kỳ bình thường, chỉ là giữa hàng lông mày lộ ra một chút cảm giác lạnh lẽo. Nam thanh niên sợ hãi cả kinh, vội vàng đứng lên, nhìn về phía người nọ, chợt nịnh nọt mà nói, Người là người bạn mà vừa rồi chủ nhân đưa vào đây ở dưới cái nhìn chăm chú của nam thanh niên, khuôn mặt của người nọ dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành một gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ. Mày sao có thể? Nam thanh niên sợ tới mức toàn thân trở nên run rẩy kịch liệt, thân thể không ngừng lùi bước về phía sau. Gương mặt kia vậy mà lại giống anh ta như hai giọt nước, thoạt nhìn không có chút sự khác biệt nào. Mày là ai? Nam thanh niên hỏi. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, nói cậu dùng tên của tôi, vậy mà lại hỏi tôi là ai? May là Đường Tuấn. Nam thanh niên cuối cùng cũng đã hồi thần lại, thất thanh mà kêu lên. Nhưng bàn tay của Đường Tuấn chỉ nhẹ nhàng vung lên, không gian bên trong tầng gác mái lập tức như bị cô động lại, không khí cũng không thể lưu động, thanh âm cũng không có cách nào truyền ra. Đôi môi của nam thanh niên rung động, lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào, trong đôi mắt kia tràn ngập sự kinh sợ và hoảng loạn giữa hàng lông mày của đường tuấn hiện lên một tia ánh sáng màu bạc, tinh thần lực kích động, hóa thành một trận sóng chảy về phía thức hải của nam thân niên và những người phụ nữ ở trong tòa nhà kia. Bong! Một lát sau, cửa tầng gác mái bị đẩy ra. Khuôn mặt của địch văn khẩn trương mà vọt vào, quát đã xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi anh ta cảm nhận được trận pháp ở trong tòa nhà rung động thật nhẹ, dường như có một cường giả đã mạnh mẽ xông vào nam thanh niên cung kính nói, báo cáo chủ nhân, không có chuyện gì cả. Địch văn nhìn quét một vòng bên trong tầng gác mái, lúc này mới khẽ gật đầu, sau đó thì dặn dò vài câu rồi rời khỏi tầng gác mái. Hôm nay, có vô số người tu hành chạy tới cùng biển hoa hạ, không biết có bao nhiêu ánh mắt tập trung vào nơi này. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên từ khi trở về tới nay người đệ nhất trái đất, đường tuấn lộ mặt, nghe nói còn muốn chia sẻ về những thứ mà chuyến đi này có được tuy rằng rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường, nhưng bọn họ lại vẫn tới, muốn nhìn thử sự náo nhiệt của lần này. chương 3116 là quỷ khóc thập tam hung của khu vực Đông Nam Á. Từng luồng khí tức cường đại mắt thường cũng có thể thấy lần lượt được phóng lên cao, giống như sắp phá tan chân trời đến nơi. Sau đó từng bóng người bắt đầu xuất hiện, những người này ít nhất cũng đến hai ba mươi người, mỗi người đều đạt tới tu vi động hư cảnh, trong đó có một hai người thậm chí còn đạt tới tu vi động hư cảnh hậu kỳ, ánh mắt cực kỳ không có ý tốt. Lão Tổ, năm đó Đường Tuấn dùng một trường đánh chết sư huynh của con, bây giờ ngài phải báo thù cho anh ấy đi. Tuyệt đối không thể dùng một trường mà đánh chết anh ta được, phải lột ra dóc xương anh ta, tra tấn anh ta đến chết. Nhóm người này hùng hổ, phô trương mà ương ngạnh, không chút che giấu hơi thở cường đại mà cố gắng phóng thích toàn bộ ra, những người có tu vi hơi yếu ở xung quanh vốn dĩ không dám tới gần. Là quỷ khốc thập tam hung của khu vực Đông Nam Á. Có người nhận ra những kẻ này, bỗng nhiên kêu lên, nhưng lập tức đã bị người bạn đứng bên cạnh nhanh chóng che miệng lại, cảnh cáo nói, anh không muốn sống nữa sao, quỷ khốc thập tam hung là tên mà anh có thể gọi à. Người nọ lập tức cảnh giác, nhìn bóng dáng của mười mấy người kia, trong ánh mắt còn có sắc thái nghĩ lại mà kinh. 13 người trước mặt này là những người tu hành mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á, mỗi người đều là nhân vật có thể xưng tổ. Lão đại phía sau của 13 người này nghe nói đã đạt đến tu vi động hư cảnh hậu kỳ, ở trong khu vực Đông Nam mà nói là không có người nào có thể địch lại. Nhưng chợt có người trở nên nghi hoặc, những người này hẳn là mới xuất hiện 2 năm gần đây thôi mà, năm đó vào thời điểm đường thiên nhân khiến cho Đông Nam khiếp sợ, hẳn là không dính dáng gì đến bọn họ chứ? Có người cười lạnh, đương nhiên là không có, nhưng hiện tại ai mà để ý đến những điều này chứ, điều mà bọn họ muốn chỉ là đạp người mà từng là đệ nhất trái đất trước đây xuống chân mà thôi, để chứng minh sự mạnh mẽ của bản thân với bên ngoài. Lúc này, ở cách đó không xa, Long Vương đang dẫn theo một đám thuộc hạ thăm dò bốn phía, giờ phút này nhìn thấy đám người quỷ khốc thập tam hôm kia, rất nhiều người đều nhíu chặt lông mày lại. Long Vương, đường thiên nhân rốt cuộc là muốn làm gì? Dưới tình hình như hiện tại, anh ta vậy mà lại mở ra loại tụ họp lớn như thế này, không phải là cho người khác cơ hội ra tay hay sao? Thiên nhân, hiện tại anh ta nào có xứng với hai chữ này nữa? Đây vốn dĩ là rước lấy thù địch cho hoa hạ của chúng ta, ngộ nhỡ đại chiến bùng nổ, vậy ai sẽ đến gánh vác hậu quả đây? Quỷ khốc thập tam hung xuất hiện, làm cho những người vốn dĩ đã có những điều bất mãn với đường Tuấn không áp chế được sự tức giận. Long Vương thở dài, suy sụp mà nhắm mắt lại, nói yên tĩnh xem diễn biến đi. Hiện tại tình hình quá hỗn loạn, nếu như không phải có liên quan ban ngành với thiên đình, quan hệ với tam đại thánh địa giao trì và tu di cung vẫn ổn, nếu không chỉ dựa vào chút sức lực của vảy ngược ấy, vốn không chống đỡ được đại cục này. Đường Tuấn, cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trong lòng của Long Vương cực kỳ khó hiểu. Tiểu thư Ensa, cô cũng tới rồi. Chương 3117 xem như là thêm náo nhiệt cho trận tụ hội này. Thời điểm Ensa đang tùy ý đi dạo loanh quanh, một giọng nói vang lên ở phía sau lưng cô ta. Ensa xoay người nhìn lại, sắc mặt hơi biến đổi. Xuất hiện ở trước mặt cô ta là ba thanh niên hai nam một nữ, thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, khí chất kiêu căng, tuy rằng không có cố tình triển lộ ra khí thế, nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương tùy lại hiển hiện hết thảy qua tư thái, vừa nhìn đã biết chắc hẳn phải là truyền nhân của những môn phái lớn. Đối với ba người này, Ensa cũng không xa lạ, bởi vì ba người này chính là tam đại thánh địa của Thiên Đình Hoa Hạ hiện giờ, cùng với Giao Trì và Tu Di Cung, là những nhân vật đại diện tiêu biểu bây giờ, lần lượt là Hạo Nhiên thần tử, Thiên Hoa Thánh nữ Giao Trì và Cửu Ly tiểu hòa thượng Tu Di Cung của Thiên Đình. Tu vi của ba người bọn họ đều đạt tới động hư cảnh hậu kỳ, kế cận với trình độ đỉnh phong. Vốn dĩ nếu như dựa vào tinh thần lực thì thực lực của cô ta ở trên ba người này nhưng hiện tại tinh thần lực của cô ta đã bị rớt xuống tận hạng 7, cho nên không phải là đối thủ của ba người này nữa. đại chiến hai phương đông tây sắp tới, một khi bị đối phương phát hiện ra chuyện thực lực của bản thân bị thụt lùi, vậy tình hình lúc ấy cô ta không thể tưởng tượng nổi. dung mạo của thiên hoa thánh nữ đẹp tuyệt trần, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng người sống chớ gần. ánh mắt hiên nhiên nhìn, nhìn Ensa, nói: đã một thời gian dài không gặp rồi, dường như tu vi của tiểu thư Ensa trở nên yếu đi. Trong lòng của Ensa cả kinh, cảm ứng của thiên hoa thánh nữ là nhanh nhạy nhất, vậy mà lại phát hiện ra tia khác thường của cô ta. Ha ha, bằng không tôi với cô bàn luận một hồi xem thế nào, xem như là thêm náo nhiệt cho trận tụ hội này. Trong lòng Ensa tuy rằng khiếp sợ, nhưng lời nói lại vẫn cứng rắn như cũ. Thiên hoa thánh nữ nghe vậy, lộ ra sắc thái muốn lên, nhưng lại bị hạo nhiên thần tử đứng bên cạnh duỗi tay ngăn cản. Hạo nhiên thần tử lắc lắc đầu, nói muốn luận bàn thì vẫn còn rất nhiều cơ hội nhưng bắt buộc phải chờ chúng ta làm xong nhiệm vụ lần này rồi mới tính thiên hoa đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta thiên hoa thánh nữ hơi giật mình chợt gật gật đầu cô ta nhìn về phía long vương đang đứng cách đó không xa gào to một tiếng mấy người không nhìn thấy ba người bọn tôi đang đứng đây hay sao còn không mau qua đây đám người chỗ long vương tuy rằng không vui vẻ gì khi nhìn thấy thái độ ngạo mạn của thiên hoa thánh nữ nhưng hiện giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, đi mấy bước đến trước mặt ba người đó. Thiên hoa thánh nữ trầm giọng nói, cho mấy người đến dòng dõi phi công bắt người, vậy bây giờ người đâu? Long vương lắc đầu, nói chúng tôi vẫn chưa tìm thấy được đường thiên nhân. Hạo nhiên thần tử châm biếm, lại còn gọi đường thiên nhân, nên sửa miệng đi. Hết ngày hôm nay, anh ta có còn là người sống hay không cũng là chuyện chưa biết chừng đấy. Cửu ly hòa thượng thở dài, nói, nếu dòng dõi phi công không muốn giao người ra, vậy chúng ta đây đành phải tự mình động thủ. Trong lòng Long Vương chấn động, vội vàng nói, ba vị, chuyện này sau khi kết thúc, có thể tha cho đường Tuấn một mạng hay không? chương 3118, tôi cầu xin ba vị đại nhân ra tay. Thiên hoa thánh nữ trào phúng nói, chúng tôi muốn tha cho anh ta một mạng thì cũng đơn giản, động ngón tay một cái là thả ra được thôi nhưng hiện tại là những người khác muốn tính mạng của anh ta, đây chính là nghiệp mà anh ta tự tạo ra, chúng tôi không thể ngăn cản được. Long Vương cắn chặt răng, nói, ba vị đại nhân, nếu như lát nữa cậu ấy có gặp phải nguy hiểm, có thể nhờ ba vị ra tay cứu giúp cho cậu ấy một chút được không? Lông mày của thiên hoa thánh nữ nhân lại, nói, ông đây là đang ra lệnh cho nhóm bọn tôi, hay là thỉnh cầu? Long Vương ngẩn ra, cúi người xuống, nói, tôi cầu xin ba vị đại nhân ra tay. Hạo Nhiên thần tử vẫy vẫy tay, nói: "Đến lúc đó rồi tính đi, nếu như có thể ra tay vậy thì tụi này sẽ ra tay. Bọn này cũng muốn đưa anh ta về chịu sự thẩm tra, chứ không phải là chỉ đưa một khối thi thể trở về." Lúc này ở trong lòng Long Vương mới được thả lỏng, đứng thẳng người lên. Vẻ mặt của Thiên Hoa Thánh nữ lạnh lùng. "Không phục sao? Nếu không phải có sự che chở của Tam Đại Thánh Địa bọn này, mấy người đã sớm chết rồi, nào còn có thể sống đến bây giờ?" cũng chỉ là bảo ông khom lưng một cái mà thôi, vận động nhiều thêm một chút, rất có lợi cho mấy lão già thời đại trước như mấy ông đấy. Nghe Thiên Hoa Thánh nữ nói vậy, mấy người đứng đằng sau lưng Long Vương càng thêm tức giận. Địch văn tới rồi. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Thiên Hoa Thánh nữ cũng không tiếp tục để ý tới đám người Long Vương nữa, nhìn sang phía bên kia chỉ thấy địch văn và yên nhi đang khống chế một con dị thú phi hành một đầu đi từ phương xa tới cuối cùng dị thú đáp ở trên mặt đất địch văn và yên nhi nhảy từ trên lưng xuống ngoại trừ hai người này ra còn có một người khác nữa quả thực là đường tuấn long vương nhìn thấy người này vẻ mặt đột nhiên biến đổi rất tốt thiên hoa thánh nữ cười lạnh một tiếng bay xuống mặt đất cùng với đám người hạo nhiên thần tử địch văn giao đường tuấn lại cho bọn này. Hạo nhiên thần tử mở miệng, trong giọng điệu có một loại khí thế chân thật đáng tin. Đồng thời vào lúc đó cửu ly hòa thượng và thiên hoa thánh tử cũng tỏa ra hơi thở, áp chế bên đó. chương 3119 Khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhi nhất thời trở nên trắng bệch, tuy rằng giữa các môn phải cổ xưa của hoa hạ đều có rất nhiều sự tranh đấu ngầm, nhưng ít ra vẫn phải giữ mối quan hệ bên ngoài với tam đại thánh địa này, tuy rằng quan hệ của nhà họ Yên với họ không tồi, thế nhưng quả thật là không có cách nào sánh được với tam đại thánh địa. Địch Văn cười nói, chuyện lần này không có liên quan gì đến Yên Nhi cả, chỉ là chuyện của một mình tôi và dòng dõi phi công mà thôi, mấy người đừng có liên lụy đến nhà họ Yên. Trong lòng Yên Nhi cảm thấy ấm áp, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, tôi với địch tiểu công ra cùng tiến cùng lùi, chỉ đại biểu cho cá nhân, không đại diện cho cả nhà họ Yên trong lòng của thiên hoa thánh nữ âm thầm lắc đầu, yên nhi thật đúng là bị địch văn ấm ảnh đến mất cả thần trí rồi, những lời như thế này cũng dám nói ra. Địch văn nói, các vị, người khác sợ mấy kẻ tam đại thánh địa các người, thế nhưng địch văn tôi và dòng dõi phi công lại không sợ. Chẳng lẽ mấy người muốn cùng chúng tôi chiến đến mức người chết ta sống? Hạo nhiên thần tử khẽ nhíu mày, những sinh vật mà được tạo ra bởi thuật pháp của dòng dõi phi công có chút đặc thù, có chút giống với loại thuật pháp điều khiển con rối nhưng lại càng thêm linh hoạt hơn so với thuật điều khiển con rối. Nếu như chiến đầu cùng đẳng cấp, những sinh vật mà dòng dõi phi công làm ra dường như có thể xưng là bất tử bất diệt, có tính uy hiếp cực kỳ lớn đối với người tu hành. Nhìn thấy đám người hạo nhiên thần tử lộ ra sắc thái kiêng kỵ, địch văn cười nói yên tâm, sau buổi tụ hội ngày hôm nay, tôi sẽ giao đường tuấn lại cho mấy người. Thế nhưng sống hay là chết, tôi cũng không dám bảo đảm. Ở trong lòng Địch Văn âm thầm bổ sung thêm một câu như vậy. Ba người Hạo Nhiên thần tử liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp với điều này. Anh ta nhìn về phía sau lưng của Địch Văn, nam thanh niên đang trốn tránh ánh mắt của họ, không khỏi cười khẩy mà nói, đây là người đệ nhất trái đất năm đó sao, vậy mà lại nhát gan đến như thế, thật là làm người ta phải bật cười mà. Nói dứt lời, anh ta đưa hai người còn lại rời đi. Tuy rằng buổi tụ họp lần này là lấy danh nghĩa của Đường Tuấn mà mở ra, thế nhưng không có một ai lại muốn để một tên oát con chỉ mới ở cảnh giới hợp thể làm nhân vật chính cả. Bọn họ cũng chỉ là muốn nhân cơ hội lần này mà bày ra hết toàn bộ thực lực của bản thân, tạo thành uy hiếp đối với trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào tiếp đây. Đám người quỷ khốc thập tam hung lúc này cũng đang vọt lại đây, nhìn tư thế của bọn hắn như đang muốn chiến với Đường Tuấn một trận người chết ta sống. Đường Tuấn Năm đó mày dùng một trưởng đánh chết sư huynh của tao. Bây giờ tao khiêu chiến với mày, chỉ dùng một đầu ngón tay, mày có dám ứng chiến hay không?" Một tu sĩ động hư cảnh trẻ tuổi đứng ra, nhìn về phía Đường Tuấn đang đứng phía sau Địch Văn, ánh mắt tràn đầy ý cười. Địch Văn cười nói, "Các vị, chờ chút nữa Đường tiên sinh sẽ sắp xếp thời gian, đặc biệt chỉ điểm về tu vi cho các vị, không lẽ mấy người lại nóng vội trong nhất thời sao?" tu sĩ trẻ tuổi kia châm chọc nói, chỉ điểm cho tu vi của bọn tao, khẩu khí cũng lớn đấy. Một tên oát con mới đến cảnh giới hợp thể mà cũng xứng nói ra những lời này hay sao? chương 3120 Lão đại của quỷ khốc thập tam hung ngăn tu sĩ trẻ tuổi đang muốn nói tiếp kia lại, nói nếu như cuộc tụ hội lần này là do dòng dõi phi công mở ra, vậy tôi sẽ cho mấy người chút mặt mũi, nhưng nếu như mấy người định cứ tiếp tục bảo vệ đường tuấn như thế, tốt nhất hãy nghĩ đến hậu quả đi nói dứt lời, mấy người cũng rời đi. Ngoại trừ hai đám người này, ở bốn phía còn có không ít kẻ địch đang nhìn về nơi này. Nhưng ánh mắt này có chút giống với đang nhìn đoàn siếc thú chỉ huy khi diễn siếc vậy, có một loại ý vị cao cao tại thượng. Một màn này làm cho trong lòng của đám người Hoàng Phủ Ngọc Hoa Tiểu Niếp trở nên trầm trọng, cùng với đó mấy cô bé Hoa Tiểu Niếp Đường Lệ cũng bắt đầu trở nên hoang mang. Bề ngoài của anh ta thoạt trông thì là Đường Đại Ca, nhưng tại sao lại cho tôi một loại cảm giác rất xa lạ? tôi cũng có loại cảm giác này, sợ hãi rụt rè, dáng vẻ như chưa từng trải qua chuyện lớn nào cả, không có chút thong dong bình tĩnh nào giống như đường đại ca cả. Khi Hoàng Phủ Ngọc nghe thấy mấy lời nói này, trong lòng thở dài, hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận về mấy chuyện này thì đã có chút chậm. Địch phân đắc ý mà liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Ngọc một cái, môi khẽ nhúc nhích, cùng với đó một giọng nói vang lên bên tai của Hoàng Phủ Chính Ngọc, cô vẫn còn chưa suy nghĩ xong hay sao? Đường Tuấn đang chuẩn bị phải lên đài rồi này đôi môi của Hoàng Phủ Ngọc cắn chặt lại. Nếu như thực sự có thể làm chút gì đó cho Đường Tuấn thì cô ấy không phải là không thể chấp nhận nổi. Nhưng người đứng trước mặt này vốn dĩ không phải là Đường Tuấn mà chỉ là một tên lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng ngộ nhớ sau khi Đường Tuấn trở về lại phát hiện đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vậy cô ấy có thể giải thích như thế nào đây? Trong lúc nhất thời, trong lòng Hoàng Phủ Ngọc loạn như ma. Ngay thời điểm mà Hoàng Phủ Ngọc chuẩn bị đồng ý với địch văn, lại có thêm một giọng nói chuyển đến bên tai của cô ấy, yên tâm đi, tôi không sao cả. Nghe được thanh âm này, thân thể mềm mại của Hoàng Phủ Ngọc chợt trở nên cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi, hốc mắt chợt bỗng nhiên đỏ bừng. Không ai có thể hiểu được cảm nhận của cô ấy lúc này. Mấy ngày nay những lời nói hôm ấy của địch văn cứ như những quỷ ngữ quanh quẩn ở trong đầu cô ấy, thậm chí cô ấy cũng đã chuẩn bị xong tâm thể sẵn sàng hy sinh rồi. Những cảm xúc không cam lòng và chua sót, ngay thời điểm nghe thấy giọng nói của Đường Tuấn đều đã bị tiêu tán toàn bộ. Địch Phan đưa Đường Tuấn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lên đài cao. Anh ta quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc, thấy cô ấy vậy mà lại không có bất cứ động thái gì, dường như đã bị cứng đờ tại chỗ. Trong lòng chợt hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu muốn lề mề, để xem ai lề mề được lâu hơn. Anh ta nói khẽ với Đường Tuấn đang đứng bên cạnh, đợi lát nữa đến lúc khiêu chiến, cho dù là ai lên đài khiêu chiến mày cứ trực tiếp quỳ xuống đầu hàng xin tha cho tao. Đường Tuấn, nói, ngộ nhớ kẻ lên là một con chó thì sao? Địch Phan ngẩn ra, chợt cười giữ tận nói, vậy thì càng phải đầu hàng, không chỉ phải đầu hàng, mày còn phải dập đầu xin tha với con chó đấy. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao nói, sau này mày sẽ có thêm càng nhiều thứ để mà hưởng thụ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 3120